cáo lại rồi bắt đầu em muốn quen người khác cũng được 1-2 năm gì đó rồi người ta thì nói chung cũng có cho lỗi cho em một phần. Lỗi sao? Thứ nhất là mình không có hiểu người ta lắm. Ừ. Có nhiều vấn đề người ta lại cho mình là khó nhưng mà mình thấy là tốt mình có không hiểu sao nữa. Sự chia sẻ của người ta đối với mình như nó chưa có gì lắm. Cuối cùng là mình tại lỗi do mình không hiểu người ta lắm. Câu này nãy anh nói là anh nghĩ rằng câu này đúng. Dạ không quên được đâu. Tại vì tính của em là trung thủy lắm. Nhưng mà người ta thì có người yêu mới rồi thì không quên thì cũng phải buộc phải quên thôi. Ừ, được. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Nó nã quá. Mời nhà trai. Đây. Mời nhà trai ngồi. Bạn nữ giới thiệu về mình trước đi thôi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý vị khán giả. Em là Đặng Thị Như Ý, năm nay em 33 tuổi, em đến từ Khánh Hòa. Sao hồi hộp quá Như Ý? Rung quá, rung mà, mình đang thấy rung. Nghe giọng mình nói hồi hộp nó có vẻ hơi hồi hộp đúng không? Nè, nắm tay chị gái cho hết rung. Như Ý làm nghề gì vậy Như Ý? Dạ, em là kế toán ạ. Thoải mái lên Như Ý ha, coi nhà trai nè. Dạ, em xin chào anh. Chào khán giả và chào chị bên kia rồi và em gái bên kia. Tại em là Bùi Văn Trình. Hiện tại là em công tác tại Trung học cơ sở Thành Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. À, tức là thầy giáo dạy Tây Ninh luôn. Dạy môn gì là chính? Dạ em dạy sinh kỹ thuật nông nghiệp. Năm nay em 39 tuổi ạ. 39 bên kia 33. Thôi bây giờ mình nói qua tới cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ. Em điểm mạnh của em là em thiên về gia đình nên là em sống với gia đình là nhiều, em làm việc gì nó cũng chậm hết. Đó là điểm yếu của em. Làm kế toán đếm tiền có chậm không em? Dạ chậm, nó mới khó tiền. Đếm chậm mới không lộn. Còn nhà trai nè, thì nói chung em cũng nhiều cái đam mê lắm, thì em nói điểm mạnh trước nha. Nói chung em thì cũng thích ca nhạc, thích chơi thể thao, thích chăn nuôi trồng trọt. Giờ hát gì cho nó vui cái không? Thích hát cho vui coi nào. Thôi em cũng xin phép hát bài tặng mọi người nha. Trời ơi, hát chưa? Thở ra không à, bên đây nói không rung mà làm tôi rung hơn nữa. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn. Hot trend TikTok theo à? Tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa, thuyền có hay sông nặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhờ bên sẽ quay về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh, về bên anh không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình anh. Nhà gái thấy làm sao? Dạ hát hay quá. Trời, nhà gái đây kêu hát hay quá, cười tủm tỉm hoài từ nãy giờ luôn. Nhà gái có làm bài cho nó vui vui đỡ hồi hộp không? Dạ, em hát bài Chờ Người. Thôi rồi, có chờ rồi, có chờ rồi đó. Một người con gái đứng nhìn nhìn vành nón lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng nàn sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa, mà năm tháng đã dần qua. Hay quá. Trời ơi, hát xong tôi thấy nhà trai tôi khoái luôn rồi đó. Tôi thấy là mới vô đề thấy hai người hợp nhau rồi đó. Vậy là không có rung đâu. Bây giờ nhà gái bên kia cho chúng tôi biết là đường tình duyên sao nè. Dạ em chỉ có một mối tình chính thức thôi, còn mấy những mối tình khác thì chỉ là một quen tìm hiểu được giới thiệu thôi, nhưng mà cảm thấy không hợp nên là cũng không có quen lâu. Nhà mới tình chính thức của mình được mấy năm? Dạ chắc cũng được 3 năm. Dài rồi nha. Rồi sao chia tay? Dạ chắc là định mệnh nó không đến. Lúc chia tay hỏi sao chia tay thì kêu là không hợp thì chia tay thôi. Nghĩa là các bạn kia nói với em là không hợp thì chia tay không? Dạ. Rồi em cũng không tìm hiểu lý do tại sao không hợp. Dạ cũng biết chứ, tại vì người ta cũng là giáo viên. Trời đất, đừng có nói giáo viên nha, bên đây đụng chạm nha. Dạ vỡ, hồi nãy nghe cũng sợ. Giáo viên ở đây người ta không có nói gì đâu. Còn mình sao, mấy mối tình? Dạ em thì chính thức thì em cũng có 2 mối tình. Nhưng mà cái mối tình đầu tiên đó thì mối tình thời thơ ấu, mà nói chung em quen hơi lâu. Em cũng chờ đợi nhiều năm lắm. Mấy năm mà lâu? Chắc khoảng 7-8 năm gì đó. Mà chờ hoài người ta không nói năng tiếng nào hả thầy? Cũng có nói tiếng yêu thương,
Nhưng mà cuối cùng người ta lo về cái việc gia đình người ta, rồi người ta đi làm xa hết rồi, người ta đi luôn. Đi luôn. Thấy thương không? Rồi mình đau khổ mấy năm rồi mới quen tiếp người khác. Dạ, rồi cũng đâu một vài năm gì đó rồi em cũng để cho tỉnh táo lại rồi bắt đầu em mới quen người khác. Cũng được một hai năm gì đó rồi người ta thì nói chung cũng có cho lỗi cho em một phần. Lỗi sao? Thứ nhất là mình không có hiểu người ta lắm. Có nhiều vấn đề người ta lại cho mình là có, nhưng mà mình thấy là tốt, mình cũng không hiểu sao nữa. Sự chia sẻ của người ta đối với mình như nó chưa có gì lắm. Cuối cùng là mình tại lỗi do mình không hiểu người ta lắm. Câu này nãy em nói là anh nghĩ rằng câu này đúng. Dạ. Dạ chào thầy. Dạ chào chị. Dạ thầy ơi, thầy mối tình đó thầy chia tay lâu chưa? Dạ thì chắc nay chắc cả hơn năm rồi chị. Là quên hết chưa? Quên thì chắc không quên được đâu, tại vì tính của em là trung thủy lắm, nhưng mà người ta thì có người yêu mới rồi thì không quên thì cũng phải buộc phải quên thôi. Cũng được. Giờ sao ví dụ này tôi thấy bà mối bà bắt đầu bà tí tới rồi đó. Đúng rồi đó, không được đâu. Dù này căng à. Nhưng giờ ví dụ đi ngang qua đường cái gặp lại người yêu cũ rồi lúc đó lòng dạ mình nó làm sao? Dạ thì em vẫn chào bình thường, bạn bè anh em bình thường thôi. Chào em. Có xốn sang không? Thì chắc cũng bình thường thôi à, cũng như mọi người thôi à. Thầy có thể nào cho em biết là cái hình mẫu lý tưởng của thầy nó là như thế nào không? Thực tế thì hình mẫu lý tưởng của em là em cũng mong muốn là có một người phụ nữ về ngoại hình là không có mập quá và cũng không có lùn quá. Em thích phụ nữ tóc dài. Tại hồi nhỏ thì nói chung em cũng thường coi phim kiếm hiệp á, nói chung là thích mấy cô giống như trong phim kiếm hiệp vậy thôi. Thầy có thích người bạn gái của thầy mặc áo dài không? Cũng rất thích người phụ nữ là mặc áo dài. Em nói thầy nghe là nãy giờ những cái mong muốn của thầy á là bên kia khó hết. Khó hết luôn đúng không? Có. Bây giờ tôi coi sao nè. Ông Mai thấy sao, hợp lý không? Hợp lý. Chịu đàn gái. Rồi bây giờ nè, mình đàn gái mình nói về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Dạ. Mẫu hình lý tưởng của em là như Huyền Linh á. Khuôn mặt tròn. Không sao. Thầy giáo có nét đàn ông hơn Huyền Linh. Thầy giáo đẹp trai trẻ trong Huyền Linh. Tóc thầy giáo gần bằng Huyền Linh. Cảm ơn em đã lấy anh làm hình mẫu. Rồi được rồi, tôi thấy là được. Bây giờ là cái điều gì mà mình không thích ở con trai? Không thích là nói nhưng mà không có làm. Nói được là phải làm được, phải có chứng kiến, quyết đoán, nhưng mà không có gia trưởng, không bảo thủ. Được không? Dạ ok anh. Ok. Còn bên kia có điều gì không thích ở phụ nữ không? Không có điều gì không thích, nói luôn. Phụ nữ nói chung đừng có dữ quá. Nói chung cũng đừng có cái tôi của mình lớn quá. Tại vì tính của em là cũng giả sử em có giận á, em giận chỉ có khoảng ngày à, là em quên à. Thầy ơi, mình giận một ngày là mình hơi nhiều rồi đó thầy. Mình ngắn lại vậy thầy ơi, giận ngày là buồn Ngọc lắm. Ngọc Lan mà giận ngày cho đi luôn. Một giờ là đủ buồn rồi thầy. Dạ dạ vậy thôi thì em ráng cố gắng lại. Em thì cũng dễ giận lắm, nhưng mà quan trọng là người đó làm sao để em hết giận mới là quan trọng. Bên đó chỉ khó lúc chi tiền thôi. Kế toán mà, thấy không? Mình cứ đưa tiền vô thôi. Kế toán là cứ đưa vô thôi, không có lấy ra được không? Dạ, tới đó thì em đưa luôn cái thẻ ATM cho... Đưa thẻ ATM luôn. Đưa thẻ có chứ thẻ đưa thẻ không. Bên đây nói là đưa thẻ ATM là phải có tiền trong đó nha. Thì tháng này không có thì tháng sau có anh. Tại vì lương tháng nằm trong đó mà. Ra lăng chưa? Tôi đưa thẻ ATM luôn. Được á, tôi chịu rồi. Chịu không? Tôi chịu. À, rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nè. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với mấy chị đồng nghiệp. Dạ thấy nhà trai thì cũng được đó. Cũng nói chung là chị thấy là chấm ok. Còn có gì góp ý nhà trai không? Dạ góp ý thì chưa có góp ý được. Quen thì có cơ hội là quen xong mai mốt mình góp ý sao. Rồi cảm ơn nha. Không có gì góp ý nhà trai tôi đúng không? Chưa chứ không phải là không nha. Thầy đi với ai? Dạ hôm nay thì em tới trường quay chung với chú của em. Và một em nữa là em hàng xóm. Nói chung em trai hàng xóm, còn một em nữa là em đồng nghiệp. Mời chú người lớn chú coi sao chú. Cháu gái này cũng hơi đủ cái chắc cũng thấy nhìn thấy cũng hơi đủ công dung ngôn hành ấy. Nên cũng hôm nay mà kết hợp giữa hiện đại và truyền thống thì càng tốt. Mong hai cháu xem xét và có quyết định đúng đắn để đi tới tương lai. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Bây giờ thầy giáo hít thở thật sâu vô nha. Thở đều ra, mạnh mẽ lên, chuẩn bị gặp đối phương nha. Mở rào. Có lẽ phải đem bánh tráng chẳng bàn, bánh canh chẳng bàn thế nên mới... Hôm nay thì anh lại đây thì anh cũng chưa có chuẩn bị gì được. Anh chỉ có bó hoa tặng em làm... Dạ, em cảm ơn. Kỷ niệm. Dạ. Em có lấy mình mở ra luôn.
Hôm qua dễ thương quá. Nói chung nhà anh cũng có một cái máy may. Vậy em không phải tội may, nhưng mà cái này ý nghĩa là sau này sẽ cuộc sống an nhàn, lúc nào cũng có nhau. Nếu mà em mà chấp nhận thì anh sẽ là thì cái ông chú ở đây. Hợp. Tuy là mai là mối tôi thấy hợp rồi đó. Đầu tiên là thấy phong thủy tốt rồi đó. À, thật ra thì em rất là dễ thương, đẹp, nói chung ngoài sức tưởng tượng của anh. Nếu mà có cơ hội ấy, thì anh cũng rất muốn cùng em đi đi dã ngoại ở đâu đó cũng được. Nói chung em có thích đi dã ngoại không? Dạ, em thích, em đi thích đi kiểu nghỉ dưỡng. Bây giờ hẹn hò với nhau thì gặp gỡ nhau ở đâu? Tại vì thầy là hình như vậy, ở Tây Ninh là chắc thầy cũng ở phía trên đó hả thầy? Có bị xa nhau quá không? Rồi hẹn hò nhau sao rồi? Thật ra ở đó thì đây thì chắc cũng không xa đâu. Nếu thật sự mà em có một cái cảm giác gì đó thấy anh cũng được á thì một tháng thì anh chắc lên ít nhất là 2 lần. Thầy ơi, 2 lần hơi ít thầy ơi. Thầy ơi, mình bây giờ mình 39 tuổi rồi. Tháng thầy lên 2 lần rồi tới chừng nào mới đám cưới? Ta lên 2 lần mà chất lượng. Phải lên nhiều. Quan trọng là chất lượng thôi chứ không phải là số lượng. Dù hè thì anh cũng nghỉ được mấy tháng hè đó. Thì hè có thể thì anh sẽ lên thăm em thường xuyên hơn. Hè ta chốt cho đây 3 tháng luôn. Quan trọng là có thật tâm hay không, nó mới quan trọng. Đúng cho rồi. Dù anh ở đâu đi chăng nữa mà phải có sự tin tưởng hay là chân thật với nhau thì ở đâu cũng được. Ông Mai, tôi thấy thầy giáo cứ nhấp nháp nhỡm chắc được làm. Muốn qua rồi đó. Qua để mà qua luôn. Tiếp tục qua. Giờ nắm 2 tay đây, đây cô em gái cái Toán đây, đây bây giờ này đó, đây đó, hai người nhìn thẳng vô mắt nhau, mình nói hết những cái gì mình suy nghĩ về cô này, nói cho cô biết ha. Dùng là thật ra thì anh thấy em cũng rất là dễ thương. Thì những cái mong muốn của em thì anh làm được. Nếu mà thật sự mà em có một chút tình cảm đối với anh thì em cứ tin tưởng anh. Yeah. Em sẽ cố gắng. Theo như anh nói thì em cảm thấy nó cũng thật. Thì nếu như mà được thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tại vì em cũng có tuổi mà anh cũng có tuổi. Đừng có nói cái vụ tuổi tác đây, nó đụng chạm nhiều người lắm. Bây giờ nè, thầy giáo hát một đoạn nào đó tặng cô giáo đi, về tình yêu đôi lứa chẳng hạn. Hay là mình song ca. Đúng rồi. Đúng đó. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao anh ngỡ duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vơi mong thấy sao, ai mỉm cười là mối sinh tùy thời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi vào đó, và nghe hơi gió tắt rằng mình vừa mơ. Khi yêu hôn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hoạt theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hôn như nở hoa trong chờ hồi âm, tắc ngay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng. Hai cái bàn tay từ từ lúc còn thẹn thùng á, hai đứa họ nắm chặt lấy nhau và bấm bấm lẫn nhau, khều khều nhẹ nhẹ lướt qua cái bàn tay, trời ơi đã lắm. Đấy, tình yêu bắt đầu từ những cái điều đó. Chúng tôi không hề có một kịch bản nào cả, tất cả đều xuất phát từ tận trái tim của mỗi con người với nhau thôi. Còn bây giờ nó sẽ là sự quyết định cũng từ trái tim của mình. Bây giờ mình đếm tới 3, muốn bấm thì bấm. Quyền quyết định của hai người, 1, 2, 3. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Nào, bây giờ chính thức là hai người hẹn hò với nhau rồi đó. Mình nắm tay đi nào. Giờ là đó, giờ thiệt nắm rồi tay đó. Công khai được đó, rồi. Công khai rồi đó. Đó, đúng rồi. Nào, xem vô, xem cái tay vô. Đó, đúng rồi đó. Ôi, chúc chúng ta sẽ hạnh phúc. Sớm thông báo cho chương trình tin vui nha. Rồi, bây giờ